Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận những dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật một số những cái thông tin mà các bạn cần phải nắm được về cái chương trình chuẩn bị cho cái việc mà ngày mai dự án IC sẽ chính thức là phân phối cái đồng IC về ví cho người dùng. Và chắc chắn rằng là tất cả mọi người dùng các bạn phải vượt qua được xác minh cái tài khoản của mình và vượt qua được cái bài kiểm tra trong cái thời gian vừa rồi. Ở đây thì tuy nhiên cái tài khoản của mình thì đã bị khóa, có thể là do mình trả lời không đúng cái câu hỏi, không vượt qua được cái bài kiểm tra, hoặc là có thể là mình đã chia sẻ lại các cái đáp án đúng, các cái đáp án để cho các bạn tham khảo và các bạn trả lời. Thì trong cái thời gian mình đăng bài, có thể là dự án đã phát hiện ra cái việc của mình làm và mình cũng đã biết được cái việc mà mình làm là sai. Tuy nhiên thì cũng không kịp gỡ cái video xuống, có thể là dự án họ đã chụp trước lúc đó. Thì cái này thì nói chung là quy định của dự án thì chúng ta sai thì chúng ta phải chấp nhận. Tuy nhiên thì hơi buồn một chút cũng như là hơi tiếc một chút, vì trong cái công sức cả một năm trong cái thời gian vừa rồi thì mình cũng rất là tích cực tham gia khai thác. Tuy nhiên thì cũng đã nhận được một lần phân phối, như vậy là cũng khá là ổn rồi. Thì ở trong cái còn những cái bạn nào mà đã vượt qua được cái vòng trả lời các cái câu hỏi vừa rồi thì xin chúc mừng tất cả các bạn. Thì trong ngày mai thì dự án IC sẽ chính thức là trả về ví cho tất cả các bạn vào lúc 8 giờ UTC, tức là 15 giờ chiều giờ Việt Nam ngày 28 tháng 2 năm 2024. Đồng thời thì IC sẽ phân phối là 70% này là chính là 70% cái số token IC của các bạn không khóa nhé. Đó, các bạn lưu ý cho mình. Và 30% họ sẽ giữ lại và chuyển vào cái bên phát triển dự án. Và ở đây nó có một cái điều, đó là trước ngày 28 thì dự án sẽ hoàn tất toàn bộ các cái thủ tục cũng như tạm dừng về cái việc khai thác cái đồng IC này ở trên con app IC Network. Và tiếp theo thì dự án sẽ tiến hành, đó là kiểm tra một loạt các cái ví, địa chỉ ví của chúng ta. Nếu như cái ví ở trong cái phần điền địa chỉ này các bạn không điền địa chỉ ví, thì không điền địa chỉ ví này trước ngày 18 thì tất cả các cái ví này, các cái số đồng IC, 70% cái đồng IC của các bạn lẽ ra các bạn nhận được nhưng các bạn không làm đúng theo cái thủ tục của dự án, các bạn không điền địa chỉ ví trước ngày 28 thì các bạn sẽ cái số tiền mà IC của bạn, 70% IC của bạn sẽ được chuyển vào cái quỹ phát triển dự án. Đó, phát triển dự án tức là những cái đội ngũ đó người ta phát triển dự án đó các bạn. Đó, cho nên là chúng ta sẽ không nhận được cái đồng IC này. Cho nên là những cái bạn nào, mình cũng lưu ý với các bạn một lần nữa là chúng ta cập nhật ngay địa chỉ ví ngay lúc này khi mà các bạn nhận được thông tin, còn bạn nào chưa cập nhật được chúng ta cập nhật luôn cái địa chỉ ví này. Và đây là cái đợt phân phối cuối cùng trước khi dự án chuyển sang cái đợt mainnet các bạn nhé. Cho nên là các bạn hãy lưu tâm về cái phần này. Thì ở đây thì cái tài khoản của mình nó bị khóa rồi, cho nên là mình cũng bị hạn chế một số các cái chức năng, và kể cả là tài khoản của mình bị khóa nhé. Và trên trang Twitter của mình, cái địa chỉ Twitter của mình mà đã tham gia vào làm ESOP ở đây, bây giờ mình cũng không tìm thấy dự án IC luôn. Đó, có thể là dự án đã block mình luôn cả ở trên trang Twitter. Đó, cho nên mình không thể tìm thấy cái dự án cũng như mọi thông tin ở trên cái trang Twitter của mình, không tìm thấy cái dự án IC Network, gõ tìm kiếm IC không ra. Trước đó thì mình gõ một phát là gõ chữ IC là nó ra luôn cái trang dự án, giờ gõ thì không ra, mà mình gõ các cái dự án khác vẫn ra. Đó, thì những bạn nào vẫn còn được nhận cái đồng IC này thì xin chúc mừng tất cả các bạn.
Còn cái giá của cái đồng IC ở trên cái sàn OKX thì các bạn cũng biết rồi, cái giá của nó thì đã tụt khá là sâu trong cái thời gian vừa rồi, có khoảng thời gian đã bay lên 0.01 nhưng mà sau đó thì lại tụt xuống còn 0.008, và hy vọng thì giữ được cái giá này hoặc là cao hơn một chút nữa đến khi ngày mai thì các bạn nhận được, thì chúng ta sẽ được một cái khoản tùy phụ thuộc vào cái số lượng các bạn nhận được IC, số lượng IC các bạn khai thác được đó, thì hy vọng thì giá nó sẽ cao một chút thì chúng ta sẽ kiếm được một chút từ cái dự án này, thì dù sao thì cũng mất một khoảng thời gian dài để chúng ta tham gia khai thác cái dự án này. Thì ở cái dự án này thì mình cũng cập nhật qua cho các bạn một số những cái thông tin như vậy, vì là cái tài khoản của mình thì nó cũng đã bị khóa rồi, cho nên là mình cũng không thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một chút về cái dự án Cedar Bank. Thì cái dự án Cedar Bank này thì hiện tại ở trên các cái kênh YouTube, các admin thì họ cũng đã thu mua cái đồng Cedar này với giá thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn, dao động khoảng tầm là 15 nghìn, khoảng là 15.000 một cái đồng Cedar. Và cũng có bạn thì mua với giá khá là cao, 17 đến 18 nghìn một cái đồng Cedar, như vậy thì nó khoảng tầm cũng gần đến một nửa đô rồi đó. Và cái giá này thì cũng mình thấy cũng khá là cao, thì đối với những cái thị trường mà Việt Nam mình thấy là mọi người thu mua khá là nhiều của cái đồng Cedar này. Và đây là mình chia sẻ đến cho các bạn một cái địa chỉ ví. Bạn này thì bạn đã mua tổng số là 5.255 và cái đồng Cedar. Đây các bạn nhìn thấy đây. Và 21 giao dịch. Và phí ga này. Và bạn có nhìn thấy ở bên dưới này thì cái lịch sử giao dịch của họ giao dịch khá là nhiều, liên tục luôn, tức là họ mua và thu gom cái đồng Cedar trước khi mà cái đồng này mở giao dịch. Điều đó chứng tỏ rằng là chuẩn bị là Cedar sẽ có một cái biến nào đó ở trong cái thị trường crypto. Ở trên một cái bài tip của một cái trang có một người họ phản ánh, đó là tôi yêu cầu bên lên lịch ra mắt mạng chính càng sớm càng tốt, khi những người được gọi là người mua, kẻ lừa đảo đang tham gia cướp bóc Cedar Coin từ những người Cedar vô tội. Vì vậy, càng chậm trễ thì càng có nhiều tiền được đưa ra thị trường chợ đen, và hãy nghĩ về nó. Tức là ở cái thị trường mà chợ đen của cái đồng Cedar giờ hiện tại đang rất là nóng bỏng, rất là nhiều bạn có được cái đồng Cedar và được xác minh PIP thì họ được mở khóa cái đồng sở được sờ swap cái đồng ST sang cái đồng Cedar Coin, nên là họ bán khá là nhiều ở trên chợ đen và với vô vàn cái giá cả khác nhau. Và mình thì cũng đã có rất là nhiều bạn là hỏi mình có bán cái đồng Cedar hay không, thì mình cũng trả lời với mọi người rằng là mình cũng không bán, thì cái này thì mình cứ để lại và đến khi nào chờ đến phút cuối cùng của dự án đó, mình sẽ đi đến cùng với cái dự án này, vì tham gia khai thác dự án này thì cũng khá là lâu rồi. Và không biết là các bạn dưới đây thì các bạn đã có bao nhiêu cái đồng Cedar Coin thì các bạn bình luận cho mình biết nhé. Rồi thì cái video này thì mình cũng chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin như vậy, thì mình cũng xin được dừng cái video tại đây. Và khi nào có những cái thông tin mới hơn, nổi bật hơn từ cái dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở những cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.